Vừa mới ngủ dậy phát anh Hiệp đẹp trai với Galera nhắn tin các bạn. Trời ơi, không tin được. À chó mới à? À cậu Vang. Hello mọi người nha. Chó kia giờ là ấy này. Đây, ngoài con này thì tôi còn mua thêm con hổ nữa. Cái con hổ để hôm nào để cho anh em nó. Rồi, đây là cái chế độ scratch battle. Như anh em đã biết thì cách đây vài hôm thì tôi đã nói rồi. Sau vài hôm tới đấy, các ông sẽ được thấy Simi cộng 10 các kiểu. Thì đây, đây ảnh này thì quá đẹp trai đúng không? Đây chữ ký của tôi này. Ui, đi mẹ thì có chữ ký thôi không ạ? Rồi, đây. Đây xin giới thiệu anh em sơ đồ siêu chôn của Vodka Quang nhá. Tiền đạo cắm là Simi TB cộng 10. Tiền đạo cánh trái Nick Nap Banner. Tiền đạo cánh phải nghệ sĩ nhân dân Lukaku. À, quên, tôi xin lỗi, tôi phải đính kèm một Lord Banner. Vâng, tiền vệ trung tâm Marouane Fellaini, cây hài của Manchester. Steven Gerrard thánh camera. Mày không hớt được đâu con trai. Paul Pogba, vẫn được gọi là hàng chôn rồi. Barkley Sagna, một con hàng mà rất nhiều anh em xem Vút Cơ Quang đều yêu thích rồi. Quế Ngọc Hải và Văn Thanh là hai đồng đội của tôi ở trong sự kiện sinh nhật, nên là chắc chắn là tôi sẽ đưa cả hai bạn ấy vào rồi. Chris Maldini, gọi là Smaldini. Thực ra cái vị trí này nếu nó chuẩn ấy là có phim zone, nhưng mà không, tôi vẫn phải để slot cho Quế Ngọc Hải và Văn Thanh, hai đồng đội của tôi. Cả đứa thì các bạn biết rồi, pha ngã bóng của thần thánh. Ui, bình thường là dự bị ở dưới này là có rất là nhiều hàng cộng không, nhưng bây giờ Galena áp thêm cả cho tôi hàng này nữa rồi. Không thể tin được. Cái gì em? 1-1. Ui, tự nhiên giờ Galena cho mình cái nick này làm kỷ niệm chứ không phải mình nhớ mãi nhỉ. Ui này, các ông này Zera cộng 10 này, nó cân cả tuyến rưỡi nhỉ. Trời ơi, Simi cộng 10 nè các ông. Ui mẹ, nó sút trời chết mẹ luôn nhỉ. Nick Nap Banner. Ồ, cái này mình chưa được, không có add được nhỉ. Ồ, cái này mình có add được không ta? Simi ma tốc độ có add được không? Không được, cái này mình không thể add được. Đúng rồi, đáng nhẽ là Zonetta với lại Smaldini. Nhưng mà tôi quyết định tôi để hai đồng đội của tôi. Cái đội hình này tôi mất đúng nửa tiếng thì tôi build được ấy. Đội hình này thì thực ra là quá dễ rồi. Này các bạn ơi, để qua mặt được Smaldini này là không phải chuyện nhỏ đâu. Chúng ta sẽ đi ngay vào một trận thử siêu đội hình của Vũ Cơ Quang nha. Cái này một ngày chỉ được một trận thôi thì phải. Ngồi ngắm mình thêm một lát nữa đã. Quá đẹp trai. Ơ sao vận động ít khác vậy? Banner. Đi đầu là Quế Hải. Ui Karius kìa. Sao ít khách vậy? Trời ơi, chỉ là trận đấu giao hữu thôi à? Ui, mẹ thủ quân The Gear. Các hộ bộ tứ vệ Rulison, The Lead, Bailey và Kasdrop, Balotelli, Remy, Simi và Ti Trông. Ui, bắt tay kìa. Karius kìa. Karius thủ môn. Sắc la cộng 10 Smaldini. Ôi mà Smaldini lại còn cả để quả tóc tém. Trời ơi Simi kìa anh em ơi. Đi vẽ Simi tao đâu.
Ủa đây, 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 đối diện cao nữa này. Ui, bà ơi. Ô, đội hình của tôi nhìn thế này mẹ không có tí, không có tí sức sống đâu vậy. Đấy, Captain The Gear đấy anh em ạ. Thực ra thủ môn đúng là có vị trí Karius là thánh trôn rồi, không có ai nữa rồi. Thì mẹ nghệ sĩ nhân dân Lukaku. Ui mẹ Simi. Simi mày là Simi giả rồi. Ui Ferrari khéo vậy. Tí chết. Ui căng ấy. Ui, Lukaku sút kiểu gì vậy anh? Ờ, ngày hôm qua có trận chiến thắng khủng khiếp. Mẹ 7-2 đéo tin được. Trời ơi, đương kim á quân của UEFA Champions League. Simi thật thế này. Simi thật thế này. Ui, Quế Hải ơi. Sao Quế Hải xoạc Simi của tớ vậy? Balotelli, trời ơi, càng hơn nó bắt được rồi. Ôi nghệ sĩ nhân dân, ôi nghệ sĩ nhân dân đẩy bóng dài quá. Mẹ nó khỏe vậy. Thôi anh ơi, này sao gần cái AI của đội máy này, đây nhà phát hành làm nó hơi tấn công nó hơi tù rồi vậy. Nhiều khi mấy quả dứt điểm ngon ăn mà nó không ghi bàn luôn ấy. Đây là Zed, ui Zed Icon. Đấy, nó không, cái bọn này nó không chịu ghi bàn luôn ấy. Mình chả hiểu vì lý do gì. Sắp có chế độ xếp hạng 2-2 rồi, đúng rồi. Nào là có một cái nữa là cái đội hình này của anh này, cộng 8 này, nó sẽ có thêm cộng 3 chỉ số chung nữa. Ô, Công Phượng vào sân bao giờ vậy? Ui, Thánh Hải Công Phượng vào sân rồi. Đấy, mẹ những quả đẹp như thế nó xuống ra ngoài rồi nhỉ? Ấy, Phượng ơi, à Hải ơi, Hải xoạc và Simi của tớ đấy. Chết rồi anh ơi. Đừng kia xoạc nó đi xoạc đi. See me. A few moments later. Hải ơi đi bên này Hải ơi. Mẹ à, Hải tin thật à. Chân này đi mày. Ui, mẹ Cari ơi bắt mấy con pen rồi đấy. Phượng ơi. Ê bên này Phượng ơi. Ê Phượng tin rồi. Này, quả này tôi sẽ rút Panenka. Mẹ cái thằng đi trông này. Ui mẹ đóng mạnh thế. Ui Simi này. Ui Simi đá hay đấy. Chết mẹ tao rồi. Quả quyết định này. Ui nghệ sĩ nhân dân. Em ấy xuất ra ngoài đi em ơi. Tà lăng mày bên trái đúng không? Bên trái. Đây là Simi. Simi sẽ sút bên. Yeah. Rồi. Đó. Camera. Camera sẽ ở bên tay phải. Đây nó quẹo à?